Abby là sinh viên đại học. Mỗi ngày trước khi đến lớp, cô đều gói theo một miếng sandwich để ăn trưa, nhưng bữa trưa cô để trong ba lô lúc nào cũng biến mất. Sau khi bị bỏ đói một lần nữa, Abby đã rất tức giận và quyết định đi tìm tên trộm. Ngày hôm sau, cô để túi sách trong lớp, trốn trong tủ đựng đồ và chờ đợi. Abby phát hiện ra ai đó lấy sandwich khỏi ba lô của cô, nhưng cô không nhìn thấy mặt người này. Cô quyết định hỏi mọi người về miếng sandwich bị lấy cắp. Liam nói, sao bạn dám hỏi thế? Tôi chỉ ăn salad trái cây thôi. Jason nói, bà tôi đã làm sandwich cho tôi nè. Chuck nói cậu vừa mua sandwich ở máy bán hàng tự động của trường. Ai đang nói dối? Sandwich của Abby không có rau diếp, vì vậy hẳn là Jason đã lấy trộm rồi. Abby vượt qua bài kiểm tra đầu tiên ở trường đại học và quyết định tổ chức một bữa tiệc. Cô đã mời tất cả bạn bè của mình đến. Lúc đó cũng là buổi tối và Abby phát hiện ra một trong số họ không phải là người. Bạn có biết là ai không? Là Henry. Cả hai chiếc giày của anh ta đều là giày cho chân phải. Trong kỳ nghỉ xuân, Abby đã tổ chức một gian bán hàng thanh lý để bán vài bộ váy cũ của mình. Sau một lúc, Abby có được khách hàng đầu tiên là Tina. Cô gái chỉ chọn một chiếc váy và hỏi Abby cái váy này bao nhiêu? Abby trả lời 30 đô. Tina không muốn tiêu nhiều như vậy nên đã hỏi, cậu có thể bán với giá 20 đô không? Abby đồng ý. Tina đưa cho Abby 50 đô, nhưng Abby không có tiền thối. Vì vậy, cô đã đến gặp hàng xóm để nhờ đổi tiền. Người hàng xóm đưa cho Abby 3 tờ tiền, 2 tờ 20 đô và 1 tờ 10 đô. Abby quay lại, đưa 30 đô cho Tina và bỏ 20 đô còn lại vào ví. Vài phút sau, người hàng xóm chạy đến chỗ Abby bán hàng và hét lên. Tờ tiền mà cô đưa cho tôi là giả, trả lại tiền cho tôi đi. Abby phải đưa tiền của mình cho người đó. Cô đã mất bao nhiêu tiền? Đầu tiên, Abby đã tặng miễn phí chiếc váy và giá gốc của nó là 30 đô trước khi giảm. Sau đó, cô ấy phải lấy 30 đô tiền túi của mình để trả cho người hàng xóm. Vì vậy, Abby đã mất tổng cộng 60 đô. Abby rủ cô bạn thân Nina đi trượt băng trong công viên. Chẳng bao lâu sau, họ thấy đói và quyết định đi mua vài chiếc bánh burger. Họ chọn loại nhân giống nhau và thêm nhiều nước sốt. 10 phút sau, Nina không ổn. Abby đã phải gọi 911. Các nhân viên y tế đã đưa cô gái đến bệnh viện và chẩn đoán rằng cô bị ngộ độc nặng. Bạn có biết loại nước sốt nào có độc không? Cái này, Abby không dùng nước sốt tỏi. Khi Nina khỏe hơn, Abby đưa cô ấy đi dạo. Họ phát hiện ra ngôi nhà ma quái nhất trong khu phố và quyết định vào xem. Đó là một sai lầm lớn. Khi họ vào trong, cánh cửa sau lưng họ đột nhiên biến mất. Bây giờ, họ có 3 lối thoát. Có một thây ma phía sau cánh cửa đầu tiên, một con ma cà rồng đáng sợ đang đợi sau cánh cửa thứ hai, và có một bóng ma giận dữ đằng sau cánh cửa thứ ba. Cửa nào an toàn nhất? Họ nên chọn cửa thứ ba. Những con ma có thể rất đáng sợ, nhưng chúng không gây nguy hiểm gì. Chả, có thể bạn sẽ bị dính đầy chất nhờn thôi. Nina và Abby đã sang phòng bên cạnh. Cánh cửa dẫn ra ngoài đang mở và họ chạy về phía đó. Nhưng một phù thủy già từ đâu xuất hiện và hét lên. Cứ từ từ, cô phải giải câu đố của tôi trước đã. Tại sao những thứ này lại xếp theo thứ tự sau đây? Nina và Abby không giải được câu đố này. Thế còn bạn? Đây là câu trả lời chính xác. Các từ này vần với dãy số 1, 2, 3, 4 và 5. Đó là lý do tại sao chúng được xếp theo thứ tự như vậy. Phù thủy đưa Nina và Abby đến tầng hầm của bà ta. Nhưng hai cô gái không bỏ cuộc và lại tìm ra ba lối thoát. Căn phòng phía sau cánh cửa đầu tiên chứa đầy khí độc. Nó cực kỳ có hại đối với phổi và da. Có một vật nặng 300kg phía trên cánh cửa thứ hai. Nó sẽ đè bẩn bất cứ ai và bất cứ thứ gì bước vào trong phòng. Một con hổ đói đang đợi sau cánh cửa thứ ba.
Abby và Nina do dự một lúc nhưng đã đưa ra quyết định đúng đắn. Họ đã chọn cánh cửa nào? Nina cởi ủng và ném nó vào căn phòng thứ hai. Vật nặng đè bẹp chiếc ủng, các cô gái chạy vào phòng và đóng cửa lại. Sau đó, họ trốn thoát qua cửa sổ. Thật không may, họ đã bị lạc vào một khu rừng bị phù phép. Trời lạnh vì đã sang đông. Loanh quanh một lúc, họ thấy có 3 con đường. Tất cả đều có vẻ nguy hiểm. Nếu chọn con đường bên trái, họ sẽ phải vượt qua những con sói đói ngấu. Nếu đi thẳng tới phía trước, họ sẽ phải đi qua một ngôi làng có người sói sinh sống. Còn con đường thứ 3 dẫn qua một hồ nước bị bao phủ bởi lớp băng mỏng, có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Họ nên chọn con đường nào? Họ nên đi theo con đường thứ 2. Nhìn lên bầu trời kìa, đó là trăng non. Người sói chỉ nguy hiểm khi trăng tròn mà thôi. Nina và Abby về nhà an toàn. Nhưng ai đó đã đột nhập vào căn hộ của họ khi họ vắng mặt. Hai cô gái gọi cảnh sát và họ thẩm vấn 3 người hàng xóm. Jeff nói, tôi đã đi vắng cả cuối tuần để câu cá cùng bạn bè. Holly nói, tôi không rời khỏi nhà. Tôi đã sơn tường trong căn hộ của mình cả cuối tuần. Tôi thích màu sắc sặc sỡ ấy mà. Lucy nói cô ấy đã hát karaoke với bạn bè và không nghe thấy bất cứ tiếng động gì đáng ngờ. Ai đang nói dối? Là Holly. Những bức tường trong căn hộ của cô ta chủ yếu là màu trắng, nhưng cô ta nói cô ta đã sơn màu sặc sỡ cơ mà. Nina mới được nhận vào làm trong một cửa hàng sách. Vào ngày đầu tiên đi làm, cô tìm thấy một chiếc đồng hồ cổ điển dưới đất. Có 3 người đã đến để đòi lại nó. Kevin nói anh ấy đã mua chiếc đồng hồ này khi nhận khoản lương đầu tiên từ nhiều năm trước. Violet nói cô ấy đã thừa kế chiếc đồng hồ từ ông nội. Dylan nói chiếc đồng hồ này là vô giá, vợ tôi đã tặng nó cho tôi nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Bạn có biết chiếc đồng hồ này là của ai không? Là của Violet. Cô ấy có cổ tay nhỏ nhất. Đó là lý do tại sao cô nàng đã khoét thêm một lỗ. Nếu không, chiếc đồng hồ sẽ tuột khỏi tay cô. Abby hẹn hò với Jerry. Anh mời cô qua nhà. Nhưng ngay sau khi Abby vào trong căn hộ của Jerry, anh ta đã biến thành một phù thủy độc ác. Anh quyết định chọc ghẹo cô và nói, anh sẽ cho em cơ hội để được tự do. Ngày mai chỉ cần làm bữa sáng cho anh. Nếu ngon, anh sẽ để em đi. Nếu dở, em sẽ ở lại đây. Mãi mãi. Sáng hôm sau, Abby vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Khi cô quay lưng khỏi bếp, Jerry đã cho cả một hộp muối vào nồi. Nhưng khi Abby dọn bữa sáng lên, Jerry biết rằng anh phải trả tự do cho Abby. Cô đã nấu món gì? Cô luộc trứng. Abby nhận được một công việc mới, cô làm trợ lý cho một giám sát viên đường sắt. Một ngày nọ, họ gặp phải một vấn đề lớn. Một đoàn tàu chạy nhanh hơn đang di chuyển đến gần một đoàn tàu chạy chậm hơn. Theo lịch trình, tàu chậm hơn phải cho tàu nhanh hơn đi trước. Abby đề nghị dùng đường ray phụ. Nhưng nó quá ngắn so với đoàn tàu chậm hơn. Abby không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng cô đã tìm ra giải pháp. Cô đã nhận ra điều gì? Tàu nhanh hơn nên sử dụng đường ray phụ. Bây giờ, tàu chậm hơn có thể di chuyển ra phía sau khi đường ray chính đã trống. Tàu nhanh hơn có thể đi trước rồi. Abby nhận được một tờ giấy ghi rằng một gia đình ma cà rồng đã chuyển đến một trong những ngôi nhà tại khu phố của cô. Abby muốn tìm ra bằng chứng cho thấy ma cà rồng không tồn tại. Cô đã tìm được con phố mà cô cần đến. Có 3 ngôi nhà ở đó. Ngôi nhà nào trông đáng ngờ? Hãy nhìn dấu chân xem, trông khá kỳ lạ luôn. Chúng đi vào và đi ra hai ngôi nhà A và C, có nghĩa là mọi người đã đến và rời khỏi hai ngôi nhà này. Còn nhà B chỉ có dấu chân đi vào trong. Vì vậy, đây chắc hẳn là nhà của ma cà rồng. Abby kể cho Nina nghe về cuộc phiêu lưu của cô, nhưng Nina không tin.
Vì vậy, tối hôm đó, Nina quyết định đến ngôi nhà đó một mình. Khi cô vừa bước qua cánh cửa, nó đã khóa sầm lại. Nina đi xung quanh và tìm thấy ba cánh cửa. Chúng trông giống nhau, nhưng các ký hiệu trên đó lại khác. Đột nhiên, một giọng nói rùng rợn cất lên. Cách duy nhất để thoát ra ngoài an toàn là đi qua cửa số 5. Cách duy nhất để thoát ra ngoài an toàn là đi qua cửa số 5. Nhưng chỉ có 3 cánh cửa mà thôi. Nina nên chọn cửa nào? Hãy nhìn các biểu tượng kìa, chúng là những con số quay mặt về phía nhau. Vì vậy, Nina nên chọn cửa đầu tiên. Biểu tượng này được tạo ra từ hai số 5 đối diện nhau. Đây chắc hẳn là cánh cửa thứ 5 mà cô cần. Có một vụ trộm xảy ra tại trường đại học của Abby và Nina. Cảnh sát đã bắt được 3 nghi phạm. Nhiệm vụ của vị thám tử là xác định kẻ tình nghi nào là robot. Trên cái bàn phía trước mặt anh có một vài món đồ. Một con dao làm bếp, một chai nước, một cái tua lê vít và một cây bút lông. Abby nói cô biết cách để nhận ra robot. Họ nên làm gì? Thám tử nên yêu cầu mỗi người trong số họ uống nước trong chai. Robot sẽ phải từ chối hoặc chịu bị chập mạch. Một ngày nọ, Abby quyết định đến thăm bà ngoại. Bà sống một mình ở vùng nông thôn. Gần nhà cô chỉ có một vài cửa hàng, không có nơi nào để ghé thăm và không có ai để nói chuyện cùng cả. Abby đã quá mệt mỏi với cuộc sống thành thị, cô muốn hít thở không khí trong lành trong vài tuần. Bạn trai của cô là Chuck đồng ý. Một ngày sau khi Abby rời đi, anh đã gửi cho cô một tin nhắn để hỏi thăm tình hình của cô. Abby nói với anh rằng mọi thứ đều ổn và còn gửi cho anh một bức ảnh selfie. Chuck nhìn bức ảnh và biết Abby đang nói dối. Làm sao anh biết được? Hãy nhìn chiếc xe kìa, có chữ phim phản chiếu trên kính chắn gió.